Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục bình luận quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với 4 vụ truy tố hình sự ở thời điểm then chốt trước thềm bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Đó là vụ án dùng tiền bịt miệng ở New York, cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại đồi Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử bang Georgia và cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Những vụ việc này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực tranh cử lần thứ 3 của ông. Nhiều tin đồn đoán đã xuất hiện, phải chăng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đồng lõa trong các vụ kiện nhằm vào đối thủ Trump với hy vọng nhờ chúng mà ông có thể tiếp tục tại vị trong phòng bầu dục. Chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay với chủ đề Sự thông đồng của Tổng thống Biden trong trò kiện tụng nhằm vào ông Trump. Một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng hoàn toàn không thể phủ nhận một số hành vi rõ ràng được coi là thông đồng giữa Tổng thống Biden và chiến dịch pháp lý mang màu sắc chính trị mà Đảng Dân Chủ đang triển khai hiện nay nhằm vào đối thủ Đảng Cộng Hòa là ông Trump, do điều này là không thể che đậy hay lấp liếm trước dư luận. Theo những chuyên gia này, người ta rất dễ nhận thấy hành vi thông đồng của ông Biden trong các hồ sơ truy tố liên bang của công tố viên đặc biệt Jack Smith nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Việc chỉ định công tố viên đặc biệt Smith là một chiêu trò chính trị của Đảng Dân Chủ, chứ không phải là một đòi hỏi về mặt pháp lý. Rõ ràng, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa Bộ Tư pháp với đối thủ chính trị của Tổng thống Biden. Trong khi, trái lại, thậm chí hiện đang có một số sự xung đột như vậy liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm vào chính con trai của ông. Trên thực tế, Bộ Tư pháp của ông, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, được chính Biden bổ nhiệm, đã tiến hành điều tra Trump trong 2 năm trước khi Garland bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Smith. Việc bổ nhiệm ông Smith đã không được thực hiện theo những quy định liên quan đến chức công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp. Việc bổ nhiệm Smith hoàn toàn mang màu sắc đảng phái, do Tổng thống Biden và Bộ trưởng Tư pháp Garland biết rằng ông Trump sẽ tiến hành chiến dịch bầu cử dựa trên lời tố cáo, một lời tố cáo hoàn toàn mang tính thêu dệt, rằng ông Biden đã lợi dụng quyền lực hành pháp của mình để trục lợi về chính trị thông qua việc tìm cách truy tố đối thủ của mình, giống như trường hợp vào năm 2019, khi các nghị sĩ Dân Chủ ở Hạ viện tiến hành luận tội đối với Tổng thống Trump sau khi ông tìm cách gây sức ép đòi Ukraine điều tra Tổng thống Biden. Nhằm tìm cách làm vô hiệu hóa điều tố cáo nói trên của ông Trump, Bộ trưởng Tư pháp Garland đã bổ nhiệm ông Smith làm công tố viên đặc biệt nhằm mục đích tạo ảo tưởng về tính chất độc lập của cuộc điều tra. Và nước Mỹ sau đó ngay lập tức chứng kiến một công tố viên Smith chuyên nghiệp đầy nhiệt huyết đưa ra một đánh giá đơn phương để kết tội cựu Tổng thống Trump, đồng thời không chịu sự giám sát của cả Tổng thống Biden lẫn Bộ trưởng Tư pháp Garland. Dĩ nhiên, tất cả điều này là hư cấu. Mọi quyền hành pháp đều nằm trong tay Tổng thống. Công tố viên Jack Smith không có quyền lực nào cả. Thẩm quyền mà ông này thực hiện là thuộc về Tổng thống Biden. Bằng việc kết tội ông Trump, ông Smith chỉ làm theo lệnh của Bộ Tư pháp. Và đến lượt mình, Bộ trưởng Tư pháp đã làm theo lệnh của Tổng thống Biden. Do vậy, người ta không nên bất ngờ với chi tiết quý giá sau đây trong một mẩu tin của trang mạng Politico hồi tháng 2. Tổng thống Biden đã càu nhàu với các trợ lý và cố vấn của ông là nếu Bộ trưởng Tư pháp Garland xúc tiến sớm hơn cuộc điều tra nhằm vào hành vi can thiệp bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump, thì việc xét xử đã diễn ra rồi và thậm chí đã kết thúc rồi. Đó là lý do tại sao công tố viên đặc biệt Smith, người đáng ra đã có thể thúc đẩy việc xét xử tương đối nhanh ở Florida trong vụ án đang bị tắc nhằm vào ông Trump liên quan đến vụ các tài liệu mật mà cựu Tổng thống cất giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, đã đứng ra thụ lý một vụ án bất ngờ về mặt pháp lý nhằm vào ông Trump ở Washington. Theo đó, Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ đã biến vụ bạo lực ở đồi Capitol thành điểm nhấn mấu chốt trong chiến dịch tranh cử 2024 hiện nay của họ. Chính điều này mà công tố viên Smith đang chịu một sức ép rất lớn phải đưa ra bất kỳ lời tố cáo có liên quan nào mà ông này có thể hình dung ra. Trong bất cứ trường hợp nào, quan điểm cho rằng ông Biden không liên quan hay không hề có bất kỳ lợi lộc nào trong vụ kiện tụng nhằm vào đối thủ của ông hiện đang được các cộng sự của ông tại Bộ Tư pháp theo đuổi thông qua việc lợi dụng quyền hành pháp là một kết luận vội vàng, có phần khinh suất. Liệu có cần thêm bằng chứng hay không? Liên quan đến lập luận mới đây của Tòa án tối cao liên quan đến lời kêu gọi của ông Trump về quyền miễn tố, Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Samuel Alito đã đặt câu hỏi là liệu công tố viên Michael Driven, trong khi đưa ra một lập luận quan trọng của mình liên quan đến thẩm quyền của quyền hành pháp, sẽ phát ngôn trong tư cách là một luật sư thuộc đoàn nhân viên của công tố viên đặc biệt Smith hay trong tư cách là luật sư của Bộ Tư pháp của Biden. Và công tố viên Driven đã thừa nhận,
tôi phát ngôn thay mặt cho Bộ Tư pháp. Hiển nhiên, sẽ có rất ít sự khác biệt giữa Tổng thống Biden, Bộ Tư pháp và các vụ khởi tố liên bang nhằm vào đối thủ của Tổng thống mà chúng, nếu công tố viên đặc biệt Smith muốn, sẽ cột chặt ông Trump vào các phiên tòa từ 4 đến 6 tháng, trong khi ông Biden ở bên ngoài được tự do tiến hành vận động tranh cử tại các bang chiến trường. Đương nhiên, người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thông đồng của Tổng thống Biden trong trò chơi pháp lý qua các khởi tố liên bang nhằm vào cựu Tổng thống Trump hơn là trong các vụ án hình sự do các công tố viên dân chủ được bầu lên thụ lý tại các bang Georgia và New York. Tuy vậy, đơn giản là người ta vẫn nhận thấy có một sự thông đồng nào đó ở đây. Mọi việc đã được đưa ra ánh sáng khi xuất hiện những kiến nghị của bên bị cáo với lý do không đủ tư cách nhằm vào ủy viên công tố quận Fulton, bà Fannie Willis và nhân tình của bà này Nathan Way, nguyên công tố viên chính trong vụ ông Trump. Theo đó, ông Way đã tiến hành các cuộc tham khảo với văn phòng điều hành của Tổng thống Biden trong thời gian thực hiện cuộc điều tra. Việc này diễn ra ngay sau các cuộc tham vấn được đưa tin rộng rãi giữa văn phòng của bà Willis và Ủy ban mùng 6 tháng 1 của Hạ viện do Đảng Dân Chủ chi phối. Ủy ban mà Chủ tịch Hạ viện khi đó là bà Nancy Pelosi trong một hành động mà thậm chí bà này cũng phải thừa nhận là chưa có tiền lệ, đã trì hoãn việc bổ nhiệm những thành viên do ban lãnh đạo Cộng hòa lựa chọn. Ủy ban mùng 1 tháng 6 đã phối hợp tích cực với Bộ Tư pháp của chính quyền Tổng thống Biden, đã đưa ra những ám chỉ hình sự kêu gọi khởi tố ông Trump. Và tiếp theo đó là công tố viên Smith đã tung ra cáo trạng vào một thời điểm được tính đoán từ trước nhằm khởi sự một cuộc xét xử diễn ra trong đúng những tháng trước ngày bầu cử Tổng thống 2024. Hai tuần sau đó, bà Willis trình hồ sơ cáo trạng theo luật RICO nhằm vào ông Trump, lặp lại những cáo buộc can thiệp bầu cử cũ trước đây dựa trên những bằng chứng hết sức chung chung. Người ta có thể lập luận rằng dựa trên những bằng chứng chung chung không có gì cụ thể như vậy, nên điều đương nhiên là bà Willis chỉ có thể làm việc được với các công tố viên liên bang. Khi các công tố viên tiểu bang và liên bang điều hành điều tra và đưa ra những cáo trạng xuất phát từ những vụ việc diễn ra trên thực tế đó, họ nhất thiết phải tiến hành tham khảo liên quan đến vấn đề thời gian biểu và thẩm vấn những người làm chứng. Dĩ nhiên, điều này sẽ không giải thích tại sao Way, một công tố viên cấp tiểu bang, lại tới gặp người trong Nhà Trắng của Tổng thống Biden. Ở đây là nhánh chính trị của chính quyền ông Biden, chứ không phải là những công tố viên thi hành luật pháp trong Bộ Tư pháp, vốn vẫn thường khoe là không bao giờ rình rang lên chính trị. Tên tuổi của bà Willis hiện đã bị ô uế và mất hết uy tín, đến mức bà này hầu như không còn khả năng đưa vụ án làm bỏng tay này ra xét xử trước kỳ bầu cử vào tháng 11 này, như bên Đảng Dân Chủ mong muốn. Tuy nhiên, hiện người ta vẫn thấy dấu tay của ông Biden trong vụ này. Sự thông đồng của Tổng thống Biden trong vụ xét xử cựu Tổng thống Trump do công tố viên Arvin Pratt thuộc quận Manhattan, New York thụ lý còn tỏ ra tinh vi hơn rất nhiều. Đối với những người không quen với cung cách làm việc của chính quyền liên bang, người ta rất dễ bỏ qua điều đó. Để trở thành công tố viên nổi bật hàng đầu, ông Pratt đã tuyển mộ Matthew Colangelo, một công tố viên thuộc quận Manhattan và nguyên là công tố viên của Bộ Tư pháp, vào ekip của mình. Phần lớn các công tố viên thường coi mình làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật và Colangelo đặc biệt chuyên về các vụ án chống lại cựu Tổng thống Trump. Ông này đến văn phòng công tố quận Manhattan tự giới thiệu mình là một trong những luật sư hàng đầu của Bộ Tư pháp, là trợ lý Bộ trưởng Tư pháp, giám sát các hoạt động trong lĩnh vực dân sự, quyền dân sự, chống độc quyền và thi hành thuế. Nói một cách nhẹ nhàng thì thật không bình thường khi một luật sư ở vị trí cấp cao trong bộ máy liên bang lại bất ngờ xuất hiện tại một văn phòng công tố cấp quận chỉ để làm công việc của một công tố viên bình thường. Cho dù quận đó thuộc quả táo lớn, biệt danh của thành phố New York, và vụ xét xử này là nhằm vào Donald Trump, điều dễ làm cho công tố viên thụ án trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên trong trường hợp này, sự việc đã diễn ra không ngoài dự tính của mọi người. Trước khi tham gia bộ máy chopper của Bộ Tư pháp, vốn có thái độ thù địch với ông Trump, Colangelo đã làm việc tại văn phòng công tố New York, nơi Pratt khi đó là một người đại diện hàng đầu, trong khi Colangelo chuyên về các vụ kiện chống lại Trump và tổ chức của ông này. Chính Pratt là người đã lên tiếng ca ngợi công việc chống lại ông Trump của Colangelo khi Pratt tham gia cuộc đua vào chức công tố viên quận Manhattan. Đây cũng là nơi bà Hillary Clinton và ông Joe Biden đã từng lần lượt đánh bại ông Trump với gần 80 điểm phần trăm trong các cuộc bầu cử năm 2016 và năm 2020. Tuy vậy, hãy gạt Colangelo sang một bên trong tư cách là cầu nối giữa ông Biden với công tố viên Pratt. Bằng chứng thông đồng rõ nhất trong vụ án New York là sự im lặng đáng ngờ của Bộ Tư pháp và Ủy ban Bầu cử Liên bang. Ủy ban Bầu cử Liên bang được Quốc hội lập ra vào năm 1974 nhằm đảm bảo việc thực thi đồng bộ luật bầu cử liên bang, là bộ luật mà chính Đảng Dân Chủ đã thúc đẩy vào những năm sau vụ Watergate. Một cơ quan có chức năng chuyên biệt như vậy
dường như là điều hết sức cần thiết do những quy định liên quan đến vấn đề tài trợ cho chiến dịch bầu cử có những tác động sâu xa đến những phát ngôn chính trị, điều cốt lõi của vấn đề đảm bảo tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất. Chính vì điều này mà các luật lệ chi phối chiến dịch bầu cử hiện nay là rất khó hiểu và gây tranh cãi. Điều này đã dẫn đến những vụ kiện tụng lặp đi lặp lại trước tòa. Để có một cái nhìn rõ ràng hơn về quy định tài trợ bầu cử liên bang, cũng như để tránh việc áp dụng quá cứng nhắc điều luật đáng ngờ này, mà nó có thể dễ dàng dẫn đến chỗ bị các tòa án liên bang làm sói mòn. Bộ Tư pháp và Ủy ban Bầu cử Liên bang đã được trao thẩm quyền dành riêng trong việc thực thi điều luật, chẳng hạn như việc Ủy ban Bầu cử Liên bang đã thông qua một bản ghi nhớ giữa cơ quan này với Bộ Tư pháp cách đây một năm không lâu, trước khi ông Brad tung ra cáo trạng truy tố Trump. Các công tố viên liên bang hiện quản lý toàn bộ lĩnh vực huy động tài chính của chiến dịch bầu cử. Nhưng người ta vẫn trông đợi, do đây là một đạo luật liên bang mà nó kiểm soát các chiến dịch bầu cử cũng như các cuộc bầu cử liên bang. Như được quy định theo bản ghi nhớ được nhắc tới ở phần trên, Bộ Tư pháp độc quyền trong việc thực thi pháp luật đối với tội hình sự, còn Ủy ban Bầu cử Liên bang độc quyền về việc thực thi luật dân sự. Các luật bầu cử phức tạp đến mức vai trò của Ủy ban Bầu cử Liên bang bao gồm cả việc ban hành những quy định thực hiện và làm rõ những điều luật này. Về phần mình, Bộ Tư pháp đã cho ra một tài liệu hướng dẫn thực thi điều luật với nhiều đòi hỏi, dày hơn 200 trang, được chỉnh sửa nhiều lần nhằm hướng dẫn từng bước các công tố viên liên bang qua một mạng lưới phức tạp một rừng những quy chế và quy định. Tại sao điều này lại có tầm quan trọng như vậy? Lý do là Bộ Tư pháp vốn có tư tưởng cục bộ mạnh mẽ liên quan đến thẩm quyền của mình, đến mức coi mình là một con hổ duy nhất tại một khu rừng, buộc tất cả các loài khác đều phải khiếp sợ. Tương tự như vậy, Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng bảo vệ lãnh địa riêng của mình và không cho bất kỳ ai khác xâm phạm. Và do vậy, có lẽ không ai có thể mường tượng ra cảnh Bộ Tư pháp và Ủy ban Bầu cử Liên bang lại có thể ngồi yên một cách thụ động khi có một công tố viên tiểu bang, loại trừ công tố viên Brad trong trường hợp đặc biệt được nói tới hiện nay, dám có hành động xoán quyền của liên bang và cam kết thực thi luật liên bang trong một vấn đề mà Bộ Tư pháp và Ủy ban Bầu cử Liên bang vốn đã quyết định không dính dáng sau khi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Không giống như ông Trump, chiến dịch 2016 của bà Hillary Clinton trên thực tế đã vi phạm điều luật tài chính của chiến dịch bầu cử thông qua việc giải trình sai có những hoạt động giải ngân liên quan đến vụ bê bối Russiagate được bịa đặt ra là những khoản chi phí pháp lý, chứ không phải là hoạt động thu thập thông tin nhằm vào đối thủ chính trị. Hậu quả của điều này là Ủy ban Bầu cử Liên bang đã phạt nặng chiến dịch của bà Clinton. Giờ đây, giả sử có ai đó nói rằng một công tố viên quận tại một quận xa xôi nào đó ở bang Florida, Texas hay Oklahoma đã đưa ra giả thuyết rằng bà Hillary có âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử 2016, hoặc rằng việc giải trình đầy ám muội những phí tổn của vụ Russiagate trong sổ sách kế toán của chiến dịch tranh cử của bà Hillary được coi là hành vi giả mạo hồ sơ kinh doanh theo các điều luật của bang nói trên, thì sự việc sẽ diễn ra như thế nào đây? Giả sử có một công tố viên quận nào đó là người của Đảng Cộng Hòa, với ý định nhằm lôi kéo những người theo chủ nghĩa dân túy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, quyết định tố cáo trước một đại bồi thẩm đoàn nhằm vào bà Hillary dựa trên những lập luận của chính ông Brad trong vụ Donald Trump hiện nay, tức là giả mạo hồ sơ để che giấu hành vi vi phạm luật bầu cử của liên bang, thì điều này sẽ xảy ra. Trong những hoàn cảnh như vậy, liệu có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào là Bộ Tư pháp với thẩm quyền dành riêng của mình trong việc thực thi luật bầu cử liên bang trong lĩnh vực hình sự sẽ ngồi yên để cho một công tố viên cấp quận không có bất kỳ thẩm quyền liên bang nào đứng ra làm công việc truy tố một nhân vật được coi là biểu tượng của Đảng Dân Chủ hay không? Hay người ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Bộ Tư pháp ngay lập tức sẽ trút lên tòa án tiểu bang và liên bang hàng núi những thông báo pháp lý để đóng vụ kiện này lại, coi đây là một hành động lạm dụng quyền lực vô luật pháp? Liệu khi đó, tổ hợp giữa giới truyền thông và Đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ vị công tố viên đó, hay họ sẽ súng vào sâu xé nhân vật này coi như một kẻ phá bĩnh liều lĩnh, dựng chuyện chỉ nhằm triệt hạ đối thủ thuộc đảng đối lập? Nói tóm lại, liên quan đến vụ xét xử ở Manhattan, Bộ Tư pháp hiện không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng như bỏ qua vụ việc một công tố viên cấp quận đã hành động vượt thẩm quyền của liên bang. Hiện Bộ Tư pháp chỉ có một lý do và một lý do duy nhất: công tố viên Brad phải truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Suy cho cùng, điều này có thể sẽ phản tác dụng đối với Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, cho dù sự việc diễn ra như thế nào đi chăng nữa, người ta cũng nên nhớ một điều là chiến dịch pháp lý hiện nay của Đảng Dân Chủ cho thấy Tổng thống Joe Biden đang hy vọng lợi dụng những vụ kiện tụng nhằm vào đối thủ Donald Trump để giành nhiệm kỳ 2 tại phòng bầu dục.
Đến đây, chuyên mục bình luận quốc tế của chúng tôi với chủ đề Sự thông đồng của Tổng thống Biden trong trò kiện tụng nhằm vào ông Trump xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn like, để lại bình luận cũng như đăng ký kênh Thế Giới Nghiêng để nhận thông báo khi có những nội dung mới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.